Chào tất cả mọi người, mình tên là Diễm My. Trước khi quay chương trình này là bị thất tình, cho nên vô cái bài này là y khô một cái tình cảm mình chổng luôn. Tại sao bạn chọn bài này? Em mới thất tình anh à. Mới thất tình mình chọn bài này. Cho nên nãy khóc, xém tí khóc luôn. Hát mà xém tí khóc luôn. Hên mà không khóc trên sóng truyền hình là chết. Đi tới vòng cuối cùng em vẫn còn rất là tự tin. Em nói chung là rất khó, em cũng hơi thất vọng một chút, hơi buồn một chút thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Đan Trang. Mình rất vui khi được đến với chương trình này. Màn trình diễn lúc nãy thì thật sự là cái khúc này Trang chỉ gọi là hát qua một hai lần thôi. Cái khúc rất là hot nhưng mà thật sự là Trang cũng không có thường xuyên nghe cái khúc này lắm. Tuy nhiên thì Hương Tràm cũng là một idol của Trang, cho nên là khi được hát cái khúc này thì Trang thấy cũng rất là vui. Nhưng có điều là có lẽ là do có một chút phong độ gì đấy của Trang bị tụt trong cái giây phút đó, cho nên là Trang cảm thấy là nếu như có thể hát lại được nữa thì Trang sẽ cố gắng hơn nữa. Anh Duy rất là anh Duy rất là tội luôn, tại vì cái lúc mà chuẩn bị để mà rơi xuống ấy thì mình có kêu là mình cởi giày ra, mà kiểu anh Duy anh ấy không biết, anh cứ nghĩ là chắc sẽ không sao đâu, anh ấy bảo là thôi đừng có cởi. Xong đến lúc mà mình rơi xuống ấy, thì anh Duy cảm thấy mặt anh Duy kiểu rất là tội luôn, kiểu giống như anh ấy cảm thấy có lỗi, anh ấy xuống thật sự là nhìn rất thương, nên mình cũng nói là thôi anh cứ lên lo cho đội mình đi, đội mình thắng là được. Anh ấy cũng cười rất là vui, anh ấy ở bên cạnh và quan tâm mình rất là vui. Xin chào khán giả của đấu trường chính cộng, mình tên là Tôn Vinh Lâm, công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Cái sở trường của mình là diễn viên, và thật sự là khi mà lên sân khấu thì không có nghĩ Mia lại khùng đến mức như vậy đâu. Thực ra là cứ nghĩ là cái bài mà nó sẽ trữ tình, nó lãng mạn như vậy, thì không ngờ Mia lại điên hết mức luôn và làm cho Lâm bị khớp. Và thực sự là cái dòng nhạc này nó không phải sở trường của Lâm. Nói chung là mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng mà đợi tới 3 thì vẫn chưa rớt. Đợi tới 3 thì vẫn chưa rớt nha các bạn. Nhưng mà đùng một cái nó rớt thì lúc đó mới gọi là hết hồn. Một hai ba ba. Trời ơi, xin chào các bạn, mình tên là Vũ Thanh Huyền. Mới đây thôi mình vừa bị lọt hố và cảm giác của mình lúc này khá là buồn, nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, bởi vì người chơi với mình cũng là một cái người bạn và cũng là một cái người anh rất là dễ thương, là Bảo Kun, một đối thủ rất là đáng gờm. Chính vì thế mà kết quả mà mình bị loại thì cũng không nằm ngoài dự đoán của mình. Mình rất là sợ cái cảm giác bị lọt hố, mà mình lúc đấy đối với mình nó kinh khủng lắm. Nhưng mà sau đó thì mình thấy là nó cũng không đến nỗi nào. Chính vì thế lúc đấy trong lòng mình chỉ là dưới đây mày phải cố gắng, bây giờ mày phải dùng hết mọi thủ đoạn, tất cả mọi thứ để có thể là ăn tươi nuốt sống, cũng như là chiến đấu với cả Bảo Kun. Chính vì thế mà lúc đấy mình không hề suy nghĩ nhiều, tất cả mọi thứ nó đều xảy ra trong tích tắc. Và mình đều giống như là lúc đấy mình chỉ nghĩ trong đầu là mình phải chiến thắng, và mình phải cố gắng hết sức để có thể ở lại và không lọt hố. Để sao không quay không em ấy? Vũ Thanh Huyền là con nào? Anh có tại sao không ở trong tin nhắn của anh? Tại sao không liên hệ với tin của anh? Là con nào? Đây cũng là đúng là một cái dịp để khai thác cái khả năng tiềm ẩn trong mình, bởi vì bình thường thì mình cũng không có bao giờ lấy lộ như thế. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay khi mà bị đẩy tới chân tường, đó là nếu như mình không hết sức và mình không quyết tâm dốc toàn lực thì mình sẽ bị rớt xuống hố. Và đối với mình là cái việc mà rớt xuống hố nó kinh khủng hơn rất là nhiều lần so với cái việc mà mình ra về và không có đồng nào.